Thói quen ban đêm giúp kéo dài tuổi thọ. Ngủ đủ giấc. Để kéo dài tuổi thọ, chúng ta cần xác định thời lượng nên ngủ mỗi đêm. Những người dân ở vùng Blue Zone trên thế giới là khái niệm dùng để chỉ các khu vực địa lý nơi cư dân có tuổi thọ cao hơn 100 năm tuổi và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính thấp. Tuân thủ lịch trình ngủ thức phù hợp và ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Thư giãn. Việc thư giãn hoàn toàn và giải phóng cơ thể khỏi các căng thẳng quá mức góp phần kéo dài tuổi thọ. Một số cách để kết hợp thư giãn và thói quen ban đêm của bạn là dành ra 10 phút để viết nhật ký hoặc thiền. Điều này có thể làm giảm căng thẳng, trầm cảm và lo lắng, đồng thời tăng chất lượng giấc ngủ. Thưởng thức bữa tối cùng người thân. Điều này cho phép bạn tham gia vào những cuộc trò chuyện tích cực và dành thời gian cho những người bạn yêu thương. Nghiên cứu cũng cho thấy việc tổ chức những bữa ăn gia đình đều đặn có thể có lợi cho sức khỏe tinh thần, đồng thời thúc đẩy chế độ ăn uống tốt hơn.